cửa cái là nó trong gieo luôn, nhìn ở trên nhìn sao ở dưới nhìn thấy vậy luôn. Ừ gì mà có cái nhà như kia là khá lâu về ở đi. Có một gia đình mà có mình ra luôn, chú xuống mười la, còn mình ra nó ở luôn. Nhưng mà nước ở đâu đấy? Trên đó có giếng chị. Xuống xuống đi em Sơn. Nãy không biết chậm lại rồi. Thò đầu lên thì được. Thở miệng. Thì hết hơi thì bắt đầu ngước lên, lấy ra thở. Em ơi, cuối cùng vì sinh tồn mà nó làm cho em đứng thẳng hơn, là không bình thường. Nhưng mà em thấy cái này nó ngủ mờ rồi đó. Còn cá đẹp quá trời à. Dán tóc là nghề. Quá trời cá kìa. Nước nó vô. Đẹp lắm. Sao rồi lắm? Sao gì? Anh xuống không? Anh làm xuống thì anh đẹp lắm anh. Đâu anh thử dưới trên tay em xem. Nhà chú mười la hả? Tao qua nó nổi mà. À, ông ơi mình không hả? Đúng không? Đúng không? Đi. Đúng kiến này nhìn không thấy rõ không đâu. Kiến của anh đeo không thấy rõ đâu. Kiến cận anh ơi. Kiến cận. Chú thử coi không thấy rõ đổi kiến. Kiến cận mà. Kiến đi kiến cận luôn hả? Kiến cận luôn. Mười độ này anh thấy số mười không? Cái áo này sướng, cái áo này. Anh thích nhỏ chứ nhỏ. Áo này thương mặc nổi ra. Đúng không? Anh đứng lên trên này à? Ờ, không đứng này. Quay nha anh, quay nha. Sao em cái này nó đau quá. Chẳng không, nó trắng trắng á. Cái này là nắng mắt quá. Anh nắng đi đâu rồi, đi đâu rồi. Đẹp. Chẳng người em đi xuống không? Không? Anh ấy quay giùm mình nha. Đang quay đó, chừng nào nó tắt thì nó tắt. Còn nếu mà cứ quay. Cho lên này. Cho lên này. Cái này nó làm em đau mắt quá. Đau mắt hai nước vô hả vậy? Không. Nó cắn gì nữa. Em chưa cắn à? Nó hơi nhỏ so với cái đầu không phải nó hơi bó vậy này là nước nó không có vô, nó không có vô được là nó mới sáng, nó cái độ sáng nó mới sáng dữ. Con ngô ở lỗ tràm màu đẹp lắm. Bài xuống sao không, chỗ này sao không, sao không biết bơi nha. Không mà sợ gì, không biết bơi à, không bơi không có sao, sao chìm được, không chìm nổi đâu, không chìm sao ngập được, sợ đem áo phao vô ăn người ngắm thiếu về. Anh xuống rồi, anh Sơn xuống đây. Xuống đây, xuống đây, anh Sơn xuống đây rồi, em xuống em chồng cho. Chú có nổi không? Nổi. Trời ơi, tao đi xa lắm luôn á. Rất là xa thì vô. Sợ. Thôi để em mặc áo xuống với anh nha. Sợ. Cái gì anh Sơn? Đâu đi đâu sợ. Xuống đi. Vô. Đây để tôi xuống nha, trời ơi, trời. Cá ở đây đâu có sâu, nhà trang mà đi ra là hồ á, là nó sâu ở dưới đâu rồi tới 7 m 8 m dưới. Cái này cỡ cá lại. Đây nè, phóng. Anh đi vào cầu thang đi anh Sơn ơi. Hả? Đi xuống bằng chân cầu thang đi vậy. Chân một đấy. Không sao đâu. Ở nhà trang thì có thợ người đó. Mày thấy cá không? Đây nhà thờ mất ạ. Giờ mình đi. Nào các bác ơi, ôi chị bạn kem chị bán đâu rồi. Ôi nghe.